tan. Có một anh nghệ sĩ nghèo ngồi gảy đàn, lấy lẽ với cô bé cho quầy mẹ một hạnh phúc nhỏ bé, chút may mắn nhỏ lẻ hôm ấy cô ấy thỏ thẻ. Vì ngày tan thì là tan một ngày hay là ngày tan của nhất thế, tôi bảo là cả hai, cứ mỗi lần ngày tan một tận thế. Tôi sống quen vô vọng rồi, cơn hoa báo đã quét sạch trong tôi, chỉ còn mỗi ngày tan là ngày bầu trời một màu xám như trong gạt tan cho bụi bay bàn ngàn bên tốt liệp trên ngọn đồi u sâu nơi ưu tư đánh phủ đầu. Không có chỗ cho hưng phấn trên nguyên tắc ở đây thì chẳng có gì thực sự cử động mà chỉ nhích đi từng phân như cầm cự tâm sự treo trên ngọn gió hoang tàn. Tôi đã quên đi bọn nó những kẻ phiền loạn ngang tảng ngọn đỡ ưu sâu nơi những hình ngục không cam thường hay làm vàng vẫn lang thang. Đó là một nơi bình minh không có tiếng chim hót kêu líu lo, gà không gáy vì xưa dường như là không đáy. Một nơi khỉ ho có gáy con người đi đầy những ý tưởng không hay, nói tiếc gì ném cái sự lạnh lẽo kia vào đống chai. Nuối tiếc gì ném cái sự lạnh lẽo kia vào đống cháy không em.